What's up? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Chơi Công Nghệ. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh YouTube mới này của mình thì đừng quên để lại một like, một comment và một subscribe để ủng hộ nha. Ok, và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về ta-da! Đây là một cái bảng Pegboard. Nhưng mà mình phát âm nó hơi sai, các bạn nghe phát âm này. Pegboard. Okay. Đấy, nói chung là nó là cái bảng đấy nhá các bạn nhá. Thì mình phải chia sẻ thật luôn á, đấy là mình có khá nhiều những cái mẫu bảng Pegboard kiểu như này. Ví dụ như là bằng nhựa này, bằng gỗ này, rồi rất nhiều kiểu dáng của IKEA. Tuy nhiên thì cái dáng này mà mình lựa chọn á, thì nó lại là bằng thép. Đó, nhìn nó cứng cáp hơn, nhìn nó chắc chắn hơn. Và khi mà mình gắn lên trên tường kiểu như vậy á, thì mình có một cái mức độ kiểu yên tâm hơn rất là nhiều ấy. Và nói chung thì cái này nó lại hợp với cái gu của bản thân mình. Nhìn nó kiểu cứng cáp, nhìn nó góc cạnh hơn một tí xíu. Chứ nhìn cái kiểu bằng gỗ bảng IKEA thì mình thấy nhiều bạn sử dụng quá rồi. Đó, và cái quan trọng là cái mức giá. Một cái bảng to như thế này, hồi đó mình mua kèm với rất nhiều những món phụ kiện có sẵn á, thì nó cũng chỉ vào khoảng tầm hình như là đâu đó khoảng triệu hơn triệu hay sao, mình không nhớ cụ thể. Nhưng nói nôm na là cái mức giá của con này á, thì mình thấy là nó cũng dễ tiếp cận hơn so sánh với cái bảng Pegboard của IKEA, kiểu vậy, mà nó to nữa. Đấy, thực ra các bạn đừng để ý là tại sao bên kia thì nó sát vào bên này, nó hổ một góc. Tại vì góc này là mình ban đầu mình để một cái khung tranh, mình đã set up sẵn rồi, nhưng mà một tội là dịch quá. Thôi, tính sau nhá. Rồi, thế thì bảng Pegboard này nó để làm gì? Và tại sao mình lại gắn nó lên tường và sử dụng? Thì đây, công dụng chính của nó là mình để hết đồ lên trên này đây các bạn. Các bạn thấy chưa? Ví dụ như nhá, mình có thể để treo nút bạc của mình lên, mình có thể để mấy cái giỏ để mình đựng đồ linh tinh, mình có thể để những cái kệ như này, mình treo những cái đồ mình thích lên, rồi để hộp điện thoại các thứ, rồi treo những cái móc treo ở đây này. Thực ra cái vấn đề ở chỗ ấy, cái bảng này á, nó được sinh ra để các bạn gắn những cái món phụ kiện này lên. Đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Thế nên á, nó không có bất cứ một cái hình dáng nào gọi là cụ thể. Để nói cho dễ hiểu thì cái bảng Pegboard này nó là một cái bộ khung. Đấy, và cái bộ khung đó các bạn sẽ gắn những cái phần móc lên đây để các bạn treo bất cứ những cái đồ gì các bạn thích. Và một cái hệ sinh thái xung quanh những cái sản phẩm của Pegboard này thì nó có cực kỳ nhiều. Ví dụ như nó có cái giỏ này. Đấy, các bạn thấy cái giỏ chưa? Mình có thể nhấc cái giỏ này ra. Đó. Và nó móc vào đây bằng một cái ngàm khác nữa. Và cái ngàm này nó sẽ gắn vào cái phần ở đây. Các bạn thấy chưa? Đó, và mình móc lên này. Đó, để qua để lại rất ok. Đấy, mình cũng có rất nhiều những màu khác ở chỗ này, mình có thể gắn thêm một cái bảng nữa chẳng hạn, một cái giỏ nữa chẳng hạn. Đó, hay là thậm chí nếu như các bạn không thích cái kiểu giỏ màu như này, chúng ta cũng có thể mua những cái giỏ kiểu dạng như giỏ lưới. Nó cũng sẽ có những cái móc để mà gắn lên trên đây. Hôm vừa rồi thì mình có mua nhưng rất là tiếc là hết hàng. Bây giờ vẫn chưa mua mới được. Hay là một cái đơn giản thôi. Các bạn có thể gắn lên đây những cái phần móc. Móc như kiểu móc câu như thế này, các bạn thấy chưa? Có hai cái ngàm giữ và cả phần móc. Nó rất là đáng yêu và chúng ta có thể treo lên đây. À, rất là dễ dàng. Và để món đồ mà các bạn thích lên. Đó. Và đương nhiên khi mà treo lên như này thì các bạn cứ hiểu là mỗi người sẽ có một cái gu khác nhau, mỗi người sẽ muốn để những cái đồ khác nhau lên. Thế nên á, là nó sẽ thể hiện được cái cá tính của người sử dụng rất là nhiều. Hoặc là đơn giản hơn là nó sẽ organize, tức là nó sẽ sắp xếp lại tất cả những món đồ một cách cực kỳ gọn gàng và rất là đẹp. Tại vì đây, các bạn cứ hiểu đơn giản, nếu như mình không có một cái bảng này, tất cả những cái món đồ này mình phải để ở đâu? Mình phải để trên bàn làm việc. Đó, bàn làm việc của mình bây giờ đã có cực kỳ nhiều đồ rồi, bây giờ còn thêm cả cái đống này nữa thì nó sẽ cực kỳ vướng víu, rất là khó chịu và nó kiểu rối rắm kinh khủng luôn. Và khi treo hết tất cả mọi thứ lên như thế này thì cái điểm lợi đầu tiên đấy là trên bàn của bạn không cần phải để chúng nữa. Nó sẽ gọn hơn, nó sẽ kiểu tiết kiệm diện tích rất là nhiều. Mà rõ ràng cái khu vực trên tường này nó là khu vực để trống. Tại sao không tận dụng? Đó, đấy là lý do vì sao mà cái bảng Pegboard này được sinh ra trên cái thế giới này. Đó. Rồi tiếp theo, một cái điều đơn giản nữa. Ví dụ như là mình ngồi làm việc như thế này. Ok đúng không? Ví dụ như tất cả những cái món đồ này là những cái món đồ mình hay sử dụng, mà mình lại cất hết vào ngăn tủ thì lúc nào sử dụng phải kéo tủ ra, lấy này lấy kia. Cho dù là trong tủ của mình đã có rất là nhiều đồ rồi, thì bây giờ mình chỉ cần với tay kéo nhẹ lên, cần đeo tai nghe, lấy tai nghe xuống. Ok, nghe. Ta-da. Lúc nào không sử dụng đến nữa, để lên. Rất đơn giản. Hay những cái sợi cáp như này cũng vậy. Đó, nó tiện kinh khủng luôn. Và rõ ràng khi mà mình có một cái bảng Pegboard như thế này nè, nó để những món đồ mà mình hay sử dụng, mà quan trọng là nó cạnh cái vị trí mà mình ngồi làm việc ạ. Thế thì cái việc mà linh hoạt trong cái việc mà mình lấy đồ các thứ nó rất là dễ. Và mình cũng sẽ có thể organize nó lại, gọi là sắp xếp nó lại một cách dễ dàng hơn. Đây, ví dụ như đống ổ cứng này này. Trời ơi, vài cái liền. Đó,
lúc nào mà muốn sử dụng đến, với tay lên lấy, mang xuống cắm vào máy tính. Xong, lúc nào không dùng nữa, để lên. Tiện vãi cả trường luôn, thầy. Đây là một trong những cái mình thấy thực sự rất là ưng ý, mà mình nghĩ rằng ở góc làm việc của bất cứ ai cũng nên có nó. Đương nhiên là cái phiên bản mà mình sử dụng ở đây là bằng sắt này, thì nó hợp với gu của mình, nhưng có thể là không hợp với gu của các bạn. Thế nên các bạn cũng có thể lên bất cứ một cái sàn thương mại điện tử nào, của Shopee, Tiki, Lazada, Order, bất cứ đâu. Thậm chí có một cái kiểu dáng như thế về thuê thợ làm CNC, gỗ hay là gì đó cũng được. Miễn sao là các bạn nên có những cái bảng như vậy để mà chúng ta treo đồ được lên. Mà hay một cái nữa, đấy là một cái bảng popboard như này này. Nó sẽ cố định lên tường chỉ bằng có 4 con ốc thôi. Đấy, ốc ở đây một con, đây này, đó. Trên này một con nữa, với góc bên kia nữa. Thì tức là cái việc mà nếu như khi nào mà các bạn mà không có muốn sử dụng đến nữa, các bạn cũng chỉ cần tháo 4 con ốc này ra cái là xong. Tường nó không bị tổn thương quá nhiều, nó không giống như việc nếu như các bạn cũng sử dụng những cái móc này mà chúng ta bắn thẳng lên trên tường. Đó, nên nói chung đây cũng là một cái yếu tố mà mình nghĩ rằng cũng khá là hay. Thế nhưng cũng phải lưu ý nhá, nếu như các bạn mà ở những cái tường nó yếu quá thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi gắn nó lên. Tại vì ví dụ như cái này của mình là bằng thép nặng, đúng không? Còn treo một đống đồ này lên nữa nên tổng thể là cái này cũng khá là nặng, nên là phải gắn cho thật chặt. Chứ nếu chẳng may mà để một đống đồ này toàn đồ đắt tiền mà nó rơi ụp cái nhỉ, xót ruột đấy. Thế nên là lưu ý nhá. Nói chung á, thì đây là một trong những cái món đồ mà mình nghĩ rằng ai cũng nên có, để chúng ta có một góc làm việc gọn gàng hơn, đẹp hơn và nó tinh tế hơn. Mình thì thích cái kiểu này, còn bạn thì sao? Bạn thích kiểu nào? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!